Mời anh em và các bác nghe đoạn test của cặp loa siêu chép Pioneer P8804. Hiện tại thì em chưa phối thêm loa cây vào nhé. Ngay sau đây em sẽ phối thêm loa cây luôn để anh em có thể so sánh nhận xét. Anh em nghe và cho em xin nhận xét nha. Hiện tại đây là loa cây ạ. Phối thêm chép vào rồi ạ. Nghe khác hoàn toàn luôn đúng không ạ? Chép đi sẽ tối hết hẳn luôn. Còn đây là tiếng chép thuần túy của nó. Đó, anh em có thể nghe độ uy lực của con loa siêu chép này rồi. Pioneer P8804. Dạ vâng, lời đầu tiên thì em xin chào tất cả anh và bác và cảm ơn tất cả anh và bác trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ và theo dõi kênh Minh Nhật Audio. Và trong video ngày hôm nay thì em tiếp tục lên cho anh em và bác một mẫu loa chép, siêu phẩm loa chép luôn. Đấy, của hãng Pioneer, model sản phẩm là P8804, mặt kim loại nguyên khối, một dòng chép Titan anh em nhé. Một dòng chép Titan, đầu đạn tên lửa. Đó, mặt kim loại nguyên khối. Và đặc biệt nhất là con này giá cực kỳ tốt cho anh em và bác. Đấy, thì đây em sẽ quay bao quát luôn cho anh em bác. Đấy, thì ngay đầu video thì em có test cho anh em bác giữa chất âm, giữa khi anh em chưa ghép vào dàn và khi anh em ghép vào dàn nó khác nhau nhiều thế nào. Đấy, để anh em bổ sung thêm vào những cái dàn karaoke, dàn nghe nhạc hoặc là dàn của anh em và các bác thiếu chép, không lên được giải chép thì anh em bổ sung thêm một đôi chép vào thì nó quá là tuyệt vời luôn. Đấy, đây em sẽ quay bao quát cho anh em và bác. Đấy, và rất nhiều anh em và bác thì khi nhìn cái mạch này thì không biết đây là cái mạch gì, còn nhắn tin hỏi cho em mà tại sao con chép không có tụ mà anh lại gắn cái mạch gì đây. Đấy, thì tiện đây em xin trả lời luôn cho anh bác nhé. Đây là cái mạch phân tần loa chép anh em nhé, để nó cắt tần số, cắt giải tần cho con chép nó được chạy hay nhất, nghe hay nhất, tiếng chép ra mịn nhất và nó được tí tách hay nhất. Đấy, thì để mà nói thì con tụ khi anh em gắn vào đấy ạ, nó chỉ gọi là cản, nó chỉ cản bớt đi cho con chép nó đỡ bị cháy thôi, chứ nó không thể nào mà nhiều chức năng mà con phân tần được. Phân tần này thì khi anh nhà sản xuất người ta đã sản xuất ra, người ta lúc nào người ta phải đo đạc cẩn thận, có thông số đàng hoàng, chứ không phải là tự nhiên người ta sản xuất ra được cái phân tần chép đâu anh em nhé. Đấy, đây thì đây cái phân tần chép T33, phân tần cao cấp nhất của bên em hiện tại. Đấy, phân tần này thì riêng bán rời thì bên em đang bán với mức giá là 280.000 đồng cho một đôi. Còn một bộ loa chép như thế này, một bộ loa chép đầy đủ thế này, thế thì có mức giá là 780.000 đồng cho một bộ anh em nhé. Đây anh em thể nhìn, đấy một đôi loa chép mà vừa để em test cho anh em đấy, anh em nghe tiếng cực kỳ tí tách mà nó mịn, nó hay. Anh em vừa bổ sung được dàn nghe nhạc này, vừa bổ sung được dàn karaoke này. Đấy, mà trang trí nó cũng đẹp. Đây, 780.000 cho một cặp này. Còn cái bản cũ đấy, cái bản mà trước em có lên cho anh em đấy, cái bản phân tần T3 này này, bản này thì nó vẫn có phân tần nhưng bản mạch nó to hơn. Thì rất nhiều anh em mặc bác thì có phản hồi là anh không thích cái bản mạch to này vì nó bụi hay là sợ nó dây dợ, nó nhiều quá. Anh em rất nhiều anh em ngại sử dụng những cái mạch phân tần to này, thì bên em có khai thác được cái phân tần T33 kia. Có anh em nào mà không quan trọng về cái vấn đề về dây dợ các thứ lằng ngoằng như này thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Cặp này thì vẫn có mức giá là 750.000 đồng miễn phí vận chuyển anh em nhé. Đấy, đây là phân tần T3 này, anh em nhìn này. Đấy, ở đây nó có chữ T3 đây. Đấy, thì phân tần này thì nó chỉ gọi là nó chỉ không bằng cái con này một tí thôi, thì con này nó xịn hơn một tí. Đấy, thì là hai con được chênh nhau 30.000. Đấy, một con 750 và một con 780. Còn chất lượng loa chép thì nó vẫn như nhau anh em nhé. Đấy, tất cả thông số thì nó vẫn như nhau. Con loa chép đây. Đấy, đây, Pioneer P8804. Đấy, power 100W này, công suất max anh em nhé. Đấy, độ nhạy là 91 decibel đây. Đấy, trở kháng là 8 ohm.
Đấy, rất phù hợp để anh em phối ghép vào những cái dàn Pioneer, dàn bãi Nhật hay là bất cứ dàn là Bow, dàn là JBL. Đấy, anh em là thiếu chép, muốn hát karaoke, muốn thêm chép. Đấy, thì anh em cứ sắm cho bộ này, đảm bảo với anh em là nó sẽ lên khá là nhiều, đáng kể luôn nhá. Đấy, một dòng loa siêu chép, không phải chép tường mà là dòng siêu chép. Đấy, nó cái độ tần số của nó có thể vươn tới 20.000 Hz anh em nhé. Con này rồi là một dòng siêu chép rồi chứ không phải một dòng chép thường nữa. Đấy, ok, cái anh em nào muốn bày biện đẹp nữa thì em lại có một cái mẫu này. Đấy, bày biện đẹp nữa thì em có một cái mẫu lên vỏ thế này anh em nhìn. Đấy, đây là một dòng mà em đặt cho nó tên là E4. Đấy, E4. Đấy, Pioneer E4 lên vỏ. Và con này thì có hai chức năng chỉnh nhé, chỉnh to và chỉnh nhỏ anh em ạ. Đấy, em sẽ để link ở phía dưới vì cái trước em có quay con này rồi cho anh em rồi. Anh em nào mà chưa xem được cái video đấy thì có thể kích vào cái link bên dưới trong cái video này nhé. Đây là một cái con vẫn là con PT804 nhưng mà được bên em lên vỏ cho nó. Đấy, có mức giá là 1.350.000 đồng cho một bộ. Và con hết lại đặc biệt nhất là có hai chức năng chỉnh, một chức năng chỉnh nghe nhạc này và một chức năng chỉnh hát karaoke. Đấy, có nghĩa là một cái chức năng này nó sẽ nghe mịn và mượt. Đấy, nhẹ nhàng để anh em bổ sung vào những cái dàn nghe nhạc. Còn khi anh em hát, anh em cần nghe to hơn thì anh em có thể sang chức năng hát karaoke, cần bổ sung nhiều chép. Hoặc là khi anh em mà không muốn bổ sung những chép, anh em nghe nhạc sàn, muốn chỉ muốn nghe bass thôi, không muốn nghe chép thì anh em có thể tắt loa chép đi, là chức năng ở giữa. Đấy, thì cách đầu dây thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Cách đầu dây thì anh em có thể đút đút dây vào đây, hoặc là anh em có cái bắp chuối anh em cắm trực tiếp vào cái cọc loa này thì nó sẽ một phát là ăn luôn. Đấy, nhìn thì khá là nhỏ gọn thôi anh em nhé. Anh em sẽ nhìn ở kia, nhìn xa thì nó cũng khá là nhỏ nhỏ con, nhìn trang trí vào cái bộ dàn anh em để trên cái những cái nóc loa. Đấy, cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, anh em để trên cái nóc loa là mặt nó cũng rất là đẹp chứ không phải là xấu, mặt nó rất là đẹp. Đấy, và vỏ bên ngoài của nó thì được làm hoàn toàn bằng được bên em làm hoàn toàn được bằng những cái mic. Đây anh em nhìn cái tấm anh em dán này. Đấy, nó cực kỳ đẹp. Đấy, rất là đẹp, rất là chắc chắn anh em nhé, mà cầm nặng trịch luôn này. Đấy, và cái này thì nó hình tròn nên là khi anh em mua bên em sẽ tặng kèm cho anh em cái chân như này để nó không bị lăn. Đấy, chứ để không là nó sẽ lăn ngay. Đây nó lăn ngay, nó lăn tròn luôn như quả bóng luôn. Đấy, để vào chân này. Đấy, nhìn như anh em để như cái bình rượu luôn, thì rất là đẹp. 1.350.000 đồng cho một bộ này anh em nhé. Đấy, ok, thì vừa xong thì em có lên cho anh em vài cấu hình và chất âm thì em có test ở ngay đầu video cho anh em rồi. Anh em nào quan tâm để cái mẫu loa chép Pioneer P8804 này thì liên hệ trực tiếp với em, giá 780.000 đồng cho phân tần T33 và 750.000 đồng cho phân tần T3. Đấy, và có vỏ này thì có mức giá là 1.350.000 đồng cho một bộ, miễn phí vận chuyển toàn quốc, anh em nhận hàng, kiểm tra hàng, đúng hàng thanh toán cho em nhé. Ship CD toàn quốc. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh bác. Có anh em nào có thắc mắc gì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại ở ngay trên màn hình.